Anh yêu em yêu ngay phút ban đầu, tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi. Chào anh, xin mời. Bao nhiêu lần tặng hoa cho người đẹp rồi? Dạ cũng một số lần ạ. Một số lần. Dạ. Lần này tặng hơi nhiều hay lần nào cũng tặng nhiều thế này? Lần trước thì ít hơn, lần này em muốn đông đầy hơn chút. Đông đầy hơn? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên Long Cường. Long Cường. Long Cường. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 33. 33, làm dạ. Nghề gì bạn? À, em làm trưởng phòng tránh nhân sự công ty. Trưởng phòng hành tránh nhân sự, dạ. Quản lý rất là nhiều nhân sự đúng không? À, công ty em thì không có lớn lắm cho nên là cũng khoảng chừng 100 người. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. À, mời bạn. À, bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Minh Thùy, năm nay em 31 tuổi. Thùy, 31 tuổi. À, Thùy hiện nay đang công tác ở đâu? Dạ, em đang là nhân viên thống kê, công ty của em là công ty ở Gò Vấp. Mình có bạn trai rồi nhiều không? Tại sao mình không kiếm được người đàn ông cho mình? Chắc bạn trai ít đó chị. Tại vì em nói chung là cũng kỹ tính chị, cho nên là việc mà lừa bạn trai chắc cũng khó, mà chắc cũng chưa có duyên hay sao. Mình có nghĩ là mình đã đến tuổi lấy chồng rồi chưa? Chắc là đến rồi chị. Chị nghĩ là đến rồi. Băm băm là mình phải nguy hiểm đến rồi đó. 31 cũng đến rồi đó. Đến lắm ước rồi đó. Một đám cưới thế nào hả bạn Thùy? Dạ em thì muốn một cái đám cưới của em là kêu theo kiểu phong cách truyền thống anh. À, tổ chức tại quê nhà, có ba mẹ, có hai bên họ hàng. Rồi, anh chàng Long Cường hả? Dạ. Và bạn nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ diễn ra bao lâu nữa? Bắt đầu từ ngày hôm nay. Thực sự là đến giờ phút này em cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Cho nên là nếu mà được thì chắc có lẽ là em cũng nhắm nhắm làm cưới liền luôn. Làm luôn hả? Làm luôn anh. À, vậy bạn có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn là sao không? Cười mà sẽ lấy làm vợ. Dạ em, cái mẫu hình lý tưởng của em là thứ nhất là người đó phải thứ nhất là phải hiền, phải duyên dáng một chút. Nói chung là cái trên hết là cái sự chung thủy và sống biết chia sẻ. Nói chung là có sự chân tình với nhau mới có thể đi đến cuối cuộc đời được. Thế còn Thùy, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? À, em cũng mong muốn người bạn trai của em là người con mẫu người phải chuẩn man một tí. Nhưng mà nói chung là phải ít nói. Bạn trai nó không nên nổ nhiều, mà cũng không khoe khoang. Em ghét cái tính nổ lắm. Và bạn trai nó phải cao hơn em. Nói chung người phải tương đối là mập mập một tí. Em cũng thích gầy lắm đâu. Tại sao? Tại người gầy khó nuôi lắm chị. Lấy chăm... người ta nuôi mình chứ mình nuôi người ta làm chi? Nhưng mà về chăm sóc cực lắm chị. Phải không? Dạ. Vậy bạn đã từng có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình thì chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà bạn trai để đi chơi thì đi chơi thôi. Nhưng mà chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình, 31 tuổi mà chưa có mối dạ. tình nào hết. Chị chưa. Vậy đã từng hẹn hò lần nào chưa? Hẹn hò chỉ là bạn trai để chơi thôi chị. Có nắm tay chưa? Chị chưa. Ủa bạn trai để chơi là sao bạn? Giải thích cụ thể lên sao? Là để đi chơi giống như đi cà phê 2-3 lần vậy anh. 31 tuổi chưa nắm tay, vậy là chưa hôn luôn. Chưa. Rồi còn Long Cường, có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em cũng có một vài mối tình anh ạ. Vài mối tình, lý do tại sao chia tay? Em thì cái số của em là sao á? Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình theo anh. À vậy dạ. Hôm nay là có theo tình không hay là chạy tình? Bây giờ em thấy là em theo luôn á. Được rồi, theo luôn. Bây giờ hỏi thiệt bạn nè, 31 năm mà không có mối tình nào, bạn cảm thấy như thế nào? Em nói thật lòng. Đôi lúc ấy thì những ngày lỡ như là Noel hoặc là ngày tình nhân ấy, thì em cảm thấy cũng hơi buồn. Buồn buồn là đi tìm cái gì ăn. Ồ vậy bạn cũng lạc quan. Bây đây muốn vợ lắm bạn rồi. Bạn rất nha. Là lạc quan và vô tư. Bữa nay ta muốn vợ lắm rồi. Dạ. À chào bạn. Dạ. Bữa nay muốn vợ lắm rồi. Chưa hôn lần nào. À, chưa lần nào luôn. Chưa được nắm tay lần nào. Rất là xinh dễ thương thế này, thật sự mình không tin á. Dạ. Hay là bạn khó quá bạn? Chắc là do em khó tính quá anh. Khó tính quá đúng dạ. không? Thôi mình mở lòng mình ra chút xíu ha. Dạ. Bên đây cũng đẹp trai lắm nha. Trai phòng nhân sự là cũng dạ. dữ lắm à. Ha. Dạ. Hôm nay thì đến đây với ai? Có ai theo ủng hộ bạn không? Em đến với các chị đồng nghiệp của em. À làm dạ. chung á hả? Dạ. Đâu mấy bạn đồng nghiệp đâu? Mấy chị ngồi hàng người đó đầu tiên. À chào các chị. À, mấy chị làm chung công ty với Thùy hả? Có ai chưa lập gia đình giống như là Thùy không? À có hai người hả? Thì tại sao mọi người không đôn đốc nhau mai mối cho nhau mà để cho tới ba mấy tuổi mà chưa lập gia đình?
ế ế. Giờ là đang gọi là ế. Đang còn ế thì bởi vậy tại sao mình không đi tìm? Chị đang tìm đây ạ. À. Đây đến muốn hẹn hò là tìm đấy ạ. À. Vậy mấy chị đã đăng ký chương trình này chưa? Theo bạn Thùy rồi có chắc là sẽ đăng ký. Bạn Thùy sẽ mở hàng nha. Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ thấy bạn trai bên kia thì sao nè? Theo em thì được, ok. Còn được bạn Thùy thì tùy bạn Thùy ạ. À. Bây giờ nhiều khi ế quá rồi, không được cũng phải được nữa. Phải chụp lấy cơ hội chứ. Không, đâu thể thế được ạ. À. Vậy là bên kia là được thiệt đúng không? Dạ, thấy được ạ. À. Đó, bạn yên tâm chưa? Dạ. Rồi, điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ là nóng tính. Nóng tính? Dạ. Rồi gì nữa? Thì nóng tính, cọc cằn là nói chung là hung dữ đó. Hung dữ dạ, hả? Dạ. Rồi, biết người kia có không nha. Đây, người này nè. Dạ, chào chị. Chào bạn. Dạ. Người này có tính nó hết luôn á? Cũng... Dạ. Cũng lịch thiệp, bảnh bao. Trai. Sao ế? Không biết nữa dừng nợ sao chị ơi. Hay là mình bị có điều gì không ổn? Ổn. Ổn không? Ổn, ổn. Chưa có cái mở màn lên nè. Bạn nghĩ là cái đối tượng bên đây là hợp với bạn được bao nhiêu phần trăm cảm nhận? Em nghĩ là thứ nhất là bạn ấy cũng ở gần nhà em. Dạ, cho nên là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa thì bạn cũng rất là chân thành. Cho nên em nghĩ chắc là hợp với em. Bao nhiêu phần trăm? 90. 90%? Chưa thấy mặt mà 90%? Bây giờ cứ mình cảm nhận sao. Cái này cũng ế quá là quơ đại luôn nè. Trời ơi, thôi mở màn lên đi. Hai người này. Rồi, kéo màn lên. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Chào em. Lần đầu tiên gặp em. Dạ. Dạ. Anh đồng học quá anh quên. Anh đến chương trình này gặp em. Rung không? Rung không? Dạ cũng hồi hộp một chút ạ. Ủa anh là người ở Sài Gòn anh? Không, anh ở Bình Định. Anh ở Bình Định à? Anh ở trong đấy với ai anh? Anh ở với em của anh. Thực sự hôm nay anh cảm thấy rất là vui đến với chương trình. Thì anh cũng hy vọng rằng là sau chương trình này mình sẽ hẹn hò với nhau. Dù không biết thì tương lai như thế nào nhưng mà anh cũng rất muốn là hẹn hò với em. Nếu vậy thì bạn tỏ tình đi. Hát một bài nào đó tỏ tình liền. Hát một bài không ạ? Ừ, cái bài gì đó. Và gặp bạn hôm nay thì mình cũng hát một bài. Mà nếu mà hát mà nó lỡ nó quên thì mấy bạn phụ nha chứ mà không đứng có... hát biểu diễn từ đây coi chứ không phải dưới coi. Ở dạ. Đây nè, đứng lên. Em ngồi hát không rung lắm. Không, đứng lên. Hát đây nghe nè nha, biểu diễn ở đây coi, không có nhìn xuống dưới nha. Rồi, bắt đầu. Hỡi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp tình. Những phút tần tiên bên em lòng nhất ngày trào dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say xưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Đừng đơ vậy. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, lớn tới yêu em nhất trên đời. Tiến tới. Và chỉ mình em thôi trong trái tim này. Với cái phần biểu diễn vừa rồi thì bạn cảm nhận thế nào về em thấy là cũng hợp á, thấy ảnh tỏ bày kịch trước mọi người mà thấy ảnh ga lăng. Em xúc động quá. Ê, cảm động rất là nhiều. Hoa đẹp quá. Nút bấm. Tôi thật sự cũng rất là ngưỡng mộ các bạn. Nếu như bây giờ tôi cũng có một chàng trai trước đám đông, trước truyền thông thế này, ôm một lẵng hoa đẹp, quỳ xuống mà hát tỏ tình với tôi sẽ nhào vô, tôi ôm, tôi hút người đó liền. Cho nên tôi mong muốn rằng một hồi mà nếu bạn nhấn nút xong đó, bạn chưa được hung lần nào, bạn nhào vô, bạn ôm, bạn hút bẩn cho người ta sợ chơi. Không phải chị, tại vì em trong tình yêu em rất là nhát, cho nên là không có dám mình dàn trước mọi người như thế này đâu chị. Cái đó chắc đợi sau á chị. Và bây giờ, các bạn hãy chuẩn bị, suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2 3. Sao mà mới đến có tới 2 là bạn nhấn rồi? Tại
cơ hội đến mình một lần thôi nên nhanh tay chị. Nhanh tay thì còn, chậm tay vẫn còn luôn. Bây giờ nè, tôi nói là Long Cường nghe nè. Dạ. Bạn gái chưa bao giờ hôn đó, bây giờ mình hôn cái má đi. Em hôn hả? Ừ. Em chịu không em? Hôn đi. Kỳ quá à. Cãi nó đi. Thôi em đừng thèm dễ được rồi. Bây giờ nắm tay nhau một cái, tay cũng chưa nắm tay lần nào luôn. Sao, cảm nhận thế nào? Dạ, em thấy bàn tay của bạn ấy cũng rất là ấm. Có truyền điện chưa? Dạ, cũng có chút chút rồi. Bạn gái cảm giác thế nào? Chắc cũng chút chút rồi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được gây những điểm chung. Dạ. Và chúng ta sẽ tiến đến cái hạnh phúc của hai bạn, hạnh phúc lứa đôi. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay may mắn để xem cặp đôi nào sẽ nhận được những phần quà từ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, với lại là không có thích cái tấm đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha, tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ chẳng ghét anh vậy. Vâng ơi. Ơi. Linh nói và nghe nha, hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là Vân nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh giờ chàng chút... mà không biết quý vị có nhớ là anh chàng đó rất là thích chó, còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Rồi. Dạ. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy trời. Wow. Và 8 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và trời ơi, hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nón mi. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà 2-3 job dữ vậy trời. Chú giờ là chú vừa còn có giám đốc, còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết hả chàng? Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, mà giỏi quá năm... con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn LED, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á, là con thẳng tính. Với lại á, là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công việc ơi, mà công có việc nhiều như vậy ơi. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á.
thì con có đi học, nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích, thành ra là con muốn tự lập. Nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng, nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu. Trời, đem về cho mẹ con dữ. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời con điểm giỏi đó quá mà, con 22 triệu là lớn lắm á Linh. Ừ, năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Ừ. Còn chàng trai làm sao? Ưu điểm gì? Khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học rồi tự kiếm tiền buôn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống, cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình rất tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý? Nhưng quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á? Có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À, cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối bà hay cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè. Tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn. Ôi, em, dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gền á, nó đập rền quá, nó đèo dốc bao nhiêu thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng rộng mở, hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi đó khác. Là mấy năm rồi? Ừ, 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê đi. Chào em gái. Dạ, con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi, trẻ trung mà. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á. Với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn, hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha? Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con, hỏi luôn đi, có con, được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu 3 phân. Thiếu 3 phân được không? Mét 67 dài lên nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gu 6 muối. Thích bụng bự hả? Dạ. Đi ăn nhiều thở ra. Ăn chưa? Nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi chang à. Tả hồi giống chú á con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong đánh nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thật ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu chính con xác. Nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay? Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba? Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con với lại là các chị đồng nghiệp của con. À, mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Cũng không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng.
Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Và ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh. Và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó. Bởi vì là thực để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi, người lớn luôn ha. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và anh họ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt. Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ em có món quà tặng anh là một cuốn sách, nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh là kẹo dừa. Dạ. Và thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Này cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng, là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh đọc. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có hút thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng, với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu, em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu, nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế, ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp, và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi, anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của. Anh nói vậy cũng không được nữa, tại vì á em cần một người hỗ trợ cho em, tại vì á sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý, anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em. Anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý, và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài thích kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á, là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được, chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa con. Dạ. Có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài, nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Trời, vui mà con sao đó. Ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai
Em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi, chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đấy các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động, không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Và 3. Hết thời gian. Đã bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng cho bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Còn đây là thương hiệu của Duhan đèn LED, sẽ dành tặng cho các bạn một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Đây, dạ, cảm ơn các bạn. Ơn. Em dễ hòa đồng mọi người, nhưng xét là nhiệt huyết trong việc cũng dễ gợp. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nóng nhưng mà cũng biết kiềm chế em. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh trọng hướng đến. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ hai. Rồi, bắt đầu. Mời. Rồi, xin mời nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. À, dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em, bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng,
biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bạn nữ. Tí xíu luôn ha, dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Chồng. Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An, thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Là nói chung là em cũng không gặp ai rồi. Còn bên kia thì sao em ơi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên tự chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng mà giờ, từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình rồi. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Thôi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là hủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Giờ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, do là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không khoáng chị, trai mà. Dạ, cũng hơi lạnh và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông? Có. Thôi, anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai? Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm vậy? Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình bản quen họ ra. Số trời là tập 557 gì nữa. Hai bạn này là đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Sau nhận. Bao lâu thì cưới ta hai dạ, đứa? Dạ cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi. Dạ, lúc em Vân mới, lúc cái chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp phải thúc ảnh lên. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đấy em. Dạ dạ. Em cũng hy vọng vậy đó anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương.
nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên, thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4 kg rồi. Ôi sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Ừ. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ rồi. Nhớ báo tình tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó đưa gấu đó tôi. Có món quà. Anh mở được không? Dạ được ạ. Cái ví à. Cái ví hả? Cảm ơn em. Bây giờ Trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha. Em mượn tay em. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ. Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào. Sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đúng đúng đó chưa? Bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. Dạ okay. Vâng ạ. Tay sáng quá. Vậy được rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Tuần đầu tiên á. À nhìn anh cũng rất là thân thiện luôn, dễ gần à. Em có thích đi du lịch không nhỉ? À em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không? À dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á. Phượt mình đi tới đâu mình dừng đó mình... Kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ đúng rồi. Em có dễ nóng tính không vậy? Cũng thi thoảng thôi. Nói chung là có những chuyện gì nó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. Có ghen lắm không? Tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, nhưng quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nhỉ? Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng, quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha. Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể làm cho em không cảm thấy giọng nếu mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2 3. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi.
Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ, em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên Thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai, có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ, hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà, dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền, dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc, cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ, em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xíu, nếu mà nóng tính đất thì anh làm gì anh? La đấy em, anh nóng tính anh la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la không ai cũng hết đâu. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. Còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Não cá vàng. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á. Của tụi teen bây giờ đó Vân, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi. Em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng na ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình xong thất bại. Thất bại. Dạ. Anh đơn phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái dạ, đó đúng đi. Rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á, nhưng mà bao lâu trong bao chỉ lâu? Được có 3 tháng. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ lý do thì lúc đó em về em có báo với mẹ, tại thật sự cũng là vui tại vì lâu rồi, nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng là chia tay. Dạ chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó, có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. Anh 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ ước cái mơ này thôi ước ha. Mơ. À. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành, có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á. Thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em, chào em. Trời ơi dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp, da trắng? Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó em cứ được quyền ước mơ. Cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm. Trắng hồng. Trắng chứ không hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ. Còn em sao nè, em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em, cao khoảng 1m68 trở lên. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính, hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng lên la, nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không có đầy bụng. Nhiều khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ, em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng? Dạ.
Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm. Vai bạn này chắc nịch, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh cũng cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai nó cũng cảm tình lắm. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và hai người bạn thân của em. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Em cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Bùi Thị Sinh, tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì quan nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Thôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ, rồi cảm ơn mẹ. Mẹ hiền như sợi ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Nói đó, nói ông nói đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Dạ. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây, anh có thể mở ra xem được không ạ? Anh có thể... Dạ, trùng hợp là... rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. Đây... con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con vâng. Gấu luôn. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là Tan và con gấu này đó chị Hồng Vân. Dạ, cái này thì em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người tặng. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê đó, thật sự. Bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh. Tại vì anh nhìn khá là hiền và em thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. Đúng rồi, dạ, em cũng phải. Những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Để em rất là tâm đắc cái câu đấy. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hạ. Anh sẽ che chở. Còn gì để nói nữa. Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm. Nào, biết các bạn quyết định.
Thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định, không cần bấm. 1 2 3 Bấm rồi. Trời ơi, giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có ăn. Hả? Em bấm mà không có ăn đúng không? Bấm mà nó không có vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. À, dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy tháo đi, em tháo đi, miễn em nhảy đẹp thôi. Trời đó coi, ôi trời ơi. Rồi biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi, em cảm ơn. Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống như cảnh trong phim Học Giờ Mặt Trời á chị. Em từng mơ đúng không? Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Có hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó, bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình. Và xin phép bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú, con quen một người chỉ quen một người thôi, con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm, con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, chào bé, con cũng có cảm tình lanh thành, thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, vén tóc rồi ha. Vén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Bảo vệ suốt cuộc đời nha. Em nhắc càng chứ có mối tình nào. Em chưa có mối tình. Em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Và cuối cùng là em đã hết hứa. Em sẽ chăm anh. Anh có cơ hội anh mặc cười em. Chứ vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta tiếp tục đi chứ. Tiếp thôi, bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Rồi, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào bạn em. Gái bên kia cùng quý khán giả đang có mặt trong phòng quay. Em tên Võ Phương Mỹ.
sinh năm 1970. Hiện em ở Bình Thạnh, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. 70 là hôm nay là 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai, anh, bạn trai bên kia. Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974. Em ở quận Tân Phú. Hiện giờ thì em đang làm kế toán. Rồi em nói về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em chân thật, tính chung thủy, em vui vẻ, dễ hòa đồng. Điểm yếu của em thì em cũng hơi nóng tính, thì em nhát trai. Em nhát trai hả? Trai dễ thương gì có gì đâu mà. Nhưng mà giống như em thích cái người nào á, cái tự nhiên em cúp điện. Thành ra bây giờ em mới lên chương trình, nhờ chương trình gã gấp giùm em. Để đó tụi chị lo. Rồi còn bạn bên kia. Dạ, ưu điểm em là hiền, chân thật, chăm chỉ và có trách nhiệm. Dạ, điểm yếu em là hơi chậm và ít nói. Hơi chậm ít nói, thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Hát bài nào đó đi cho nó thoải mái, nó sung lên coi. Dạ, bài Sai Lầm của anh. Hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả? Dạ, không. Rồi, bắt đầu. 2, 3. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới. Còn muốn ấp ôm em heo cả cuộc đời mà anh còn chưa nói. À, đó, xỉu luôn rồi trời ạ. Chào em. Dạ. Em ơi. Dạ. Thôi qua đây coi. Dạ. Sao làm gì hồi hộp chào dữ chị vậy? Hồng Vân. Ừ, sao hồi hộp vậy? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình. Em chưa có mối tình. Em chỉ tình đơn phương với tình bạn bè. Trời ơi. Tình đơn phương thôi. Dạ, tình đơn phương được bao nhiêu năm? Cũng 2 năm rồi. Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn. Dạ. Ừ, không còn đơn phương người ta nữa. Dạ dạ. Đúng không? Trời ơi, 70 mà không có mối tình nào hả? Dạ. Bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn. Dạ. Có bao giờ nắm tay con gái chưa? Cũng có. Có cảm giác gì không? Thì cũng có cảm giác rung động nhẹ nhẹ. Rung động nhẹ nhẹ. Dạ. Mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 10 năm. 10 năm lúc dạ. Đó là em 40 tuổi. Dạ. 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả? Dạ. Còn này nhát quá, thoải mái lên nào. À, tụi anh nói như thế để gọi là cho bạn mở lòng ra ha. Đúng bạn rồi. Nói nhiều hơn nữa để đúng ta rồi. Hiểu bạn nhiều hơn thôi. Đúng rồi. Bạn ở nhà với ai? Dạ em ở mẹ với ba chị lớn. Ba chị lớn, nhà có con trai không? Có con trai mà em út. Có gia đình hết chưa? Có gia đình rồi. Rồi. Mình ở với mẹ, mẹ có mong muốn lấy vợ không? Dạ cũng muốn em có vợ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, bây dạ. Giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha. Ừ. Để coi đàn gái coi. Bây giờ dạ. Mối tình tình duyên. Rồi chào em gái. Dạ. Hỏi tình duyên của bạn. Mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nữa. Đứng hình nữa. Em có đơn phương không? Dạ có. Có đơn phương. Có nắm tay đàn ông chưa? Dạ có. Có hôn đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn? Dạ chưa. Hai người này lạ ta. Là coi như hai người này là nếu như chưa đập thùng đó, hàng còn nguyên thùng đó phải không? Cả hai đều trinh nguyên. Chà mệt ạ, à, mệt á. Bởi vì họ nhát quá. À, bây giờ em muốn cái người yêu lý tưởng của em, cái mẫu hình như thế nào? Là mẫu người đàn ông của gia đình anh. Đây là gia đình đó, đây là chăm sóc bảo đảm với em luôn. Đây là rất nhẹ nhàng, có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á. Dạ, có việc làm ổn định. Việc làm ổn định? Ổn định không? Dạ em ổn định. Rồi, ổn định luôn. Anh thấy là anh này là được đó. Dạ. Em, dạ, em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá, nhanh nhanh lên, mẹ đợi không được nữa đâu. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Trời ơi, thấy thương không? À, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn gái đó hiền đảm đang. Hiền đảm đang. Có trách nhiệm với gia đình. Quá trách nhiệm luôn. Có lòng tương hỷ.
Đây là chung thủy đó, ta ở tới giờ này là chung thủy lắm rồi đó. Đâu, bạn vừa khẳng định là bạn chung thủy mà. Ừ, đây là hết cỡ chung thủy luôn rồi đó. Dạ. Tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó. Dạ. Vật cũ này hiếm lắm, còn gì nữa. Dạ. Hết. Vậy là được rồi đó. Vâng, nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau đúng rồi. Nhiều đi và dành thời gian riêng cho hai bạn nhiều. Thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi. Em đi với lại anh em. Rồi, chào anh. Xin chào khán giả trong trường quay, cũng như là khán giả đang coi chương trình. Xin chào hai MC, xin chào chàng trai bên đây. Tôi là anh cô cậu của Mỹ Duyên. Thì Mỹ Duyên thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi. Và khi mà đã quen biết rồi thì nó rất là quậy. Nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát. Còn nói về chàng trai bên này á, đây là một người đàn ông chân phương, chân chất. Riêng đối với anh ha, riêng đối với anh, trước mắt anh Duyệt. Và nhân đây thì tôi cũng xin có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn. Và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chị trai đi với ai? Đi với người em đồng nghiệp làm chung công ty. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp lâu năm với anh Mỹ. Và còn nếu nói về anh Mỹ thì nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói gọn gọn thôi. Hiền, rất rất hiền. Dạ, còn bên chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều. Thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Rồi bây giờ hai bạn chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cố lên, mở rào. Bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ đi kiểm tra hàng mình mua có đủ khối lượng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá, em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Áo dạ, cảm ơn. Mở ra coi cái màu có phù hợp không. Ồ, cái màu ngọt ghê luôn đó. Rồi, để đây đi mà Mỹ. Hai Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân á là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên về, nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị Hai rất thích Duyên. Thì chị dạ. Hai á, anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú. Dạ. Mà chị bây giờ đã về hưu rồi. Dạ. Chị có gia đình không anh? Chị không có gia đình. À, không có gia đình. Em thì em ở với em trai. Bố mẹ em mất rồi. Em trai em thì sắp tới cũng lập gia đình. Thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi, có một mình em cô đơn chính trong căn nhà của em. Phải có, sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha. Dạ. Là anh Mỹ đó. Dạ. Em thấy sao? Em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không? Em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi, anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi. Đúng rồi. Cũng dạ. Lớn rồi. Đúng mà rồi. Cần gấp luôn. Đúng rồi. Bây giờ bấm quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi ha. Nha. Được dạ. Không? Bấm không? Dạ bấm. Bấm vào đây bấm, còn bên kia biết bấm hay không? Có à. Bấm không? Dạ, em bấm. Rồi, bên này ta bấm, bên đây bấm luôn rồi. 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 Tí không? Hỏi còn thủ tục.
Để tôi giống bấm cho nó vô màn hình để bấm mà... đi, bấm đi, bấm đi. Đây, 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 đây. Khỏi thủ tục đi. Bắt. Bên kia, bên bắt. Rồi, 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 rồi. Cặp này phải làm nhanh. Đúng rồi, quá trời rồi. Mà càng nhanh càng tốt, không có thủ tục gì nữa trơn á. Dạ. Ha, nắm liền thấy không? Cậu vô nhào vô nắm liền luôn. Hùng cái lấy tinh thần ơi. Hùng hai bên luôn. Đó, thế nào bây giờ là đứng đây nè. Hai người ôm nhau chặt cái coi, trời ơi, 50 năm rồi, đứng đây nè. Đừng có ngại rồi, ôm vô, ôm chặt vô. Rồi, miết vô Hùng. Đó, chặt luôn, để đó, để Nguyên, để quá à. Trời, nắm hoài không buông luôn ha. Không buông mà, không thấy, buông. Thấy sao, cảm giác sao? Dạ, cảm thấy ấm áp. Đó, cuộc sống phải cần ấm áp thế này nha. Rồi, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ, nha. Dạ, dạ. Hai. Cảm ơn anh. Em nói gì với bạn gái đi. Anh hứa suốt đời chung thủy với em. Vậy đó. Sớm tổ chức đám cưới với em. Cảm ơn anh. Dạ. Đầu tiên xem xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, kính chào quý khán giả. Và đặc biệt là xin kính chào bạn nữ sẽ đồng hành với em trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em tên là Trần Quốc Toan, năm nay em 28 tuổi. Cái gì, Toan hả? Dạ. Toan, 28 tuổi. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một kỹ sư hóa học và em đang làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ. Dạ, chào, chào con. Dạ. Và quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hiểu My, năm nay là 27 tuổi và đang và làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Công việc nghề nghiệp của em là em làm ở Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách bên mảng xóa đói giảm nghèo ạ. À, mãi dạ. Mệt lắm đó nha. Dạ. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm chính của em đó là em rất là hiền lành, sống một cách chân thật, không có rượu bia, thuốc lá gì hết á. Và đặc biệt là em là một người đàn ông sống vì gia đình. Còn cái khuyết điểm chính của em thì em nghĩ là có thể là em hơi khó tính một chút xíu, bởi vì là em vốn là dân kỹ thuật nên là đôi khi là một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được, nên là đôi khi là với một số chuyện em hơi yêu cầu nó phải cao một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm yếu của em thì nhiều mà nhiều lắm. Em hơi khó tính và khó chịu. Cái tính em là hơi nóng. Nhiều khi trong cuộc họp cô quen á thì là do là cuộc họp nào á bình thường á thì là mình thân thiết á mình sẽ xưng là chú cháu, còn mà cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền. Em cũng cảm giác như là em là hơi phần nóng tính, còn nữa là em là chắc tính này chắc không chàng trai nào thích đâu nhỉ. Em có hơi lười một tí về công việc nhà đó, là dạng như là em ngoài công việc ở xã là thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật em sẽ làm nhân viên cách đi ở sân khấu Đồng Nai luôn ạ. Nhiều khi mà nhân viên đó là làm gì cũng dạ là dạng như là phục vụ người chơi golf thôi ạ. Dạ là công việc đó hơi nhiều quá rồi. Về nhà là mệt không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chị. Em đang sống với ai? Dạ em đang sống với gia đình nè, ba mẹ. Là có ba mẹ lo gì đúng không? Dạ mấy mốt mà sống không có ba mẹ thì phải làm chứ giờ ai làm? Dạ chắc vậy chị, nhờ chồng làm phụ nữa chị. Hai chồng cùng phụ nhau làm ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì chắc có lẽ là do em, bởi vì là hồi đó là em cũng mới ra trường đi làm chưa có được bao lâu hết, nên là đôi khi là trong cái quan hệ với bạn gái hay là có những cái chuyện nó phát sinh á, mình giải quyết nó không có được khéo léo lắm, nên là dẫn đến là cái chuyện tình cảm của hai đứa là nó sẽ bị rạn nứt và dẫn đến là tụi em chia tay với nhau. Rồi bạn gái? Dạ theo em nghĩ là vậy, như mối tình không biết là thích có gọi là mối tình hay không mà, chứ vậy như là tình theo á thì mình chạy nhưng mà tình chạy á thì mình lại theo. Vậy như là trước là em có một vấn đề như thế à. Vậy lần này là phải rút kinh nghiệm nha. Dạ đúng rồi, giờ thấy là được là phải nắm bắt liền. Bắt luôn chị, không bỏ qua cơ hội. Đúng dạ. Rồi cơ hội cũng đến nhiều lần như vậy là cũng coi như là chưa có mối tình nào hết. Dạ, mới cái đó là dạng thêm một phía thôi. Dạ. Dạ vậy có biết hôn chưa? Chưa hôn lần nào. Chưa hôn lần nào luôn. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người bạn trai là cao 1m65 trở lên ạ. Và có thân hình là hình như là cảm giác là em to hơn em đi. Mặt thì dễ nhìn với lại phúc hậu ạ. Còn tính tình á thì em lại thích ảnh là có một tí chồng một tí. Dạ
lúc nào là cần hoạt bát thì hoạt bát, lúc nào mà cần tĩnh lặng thì nên tĩnh lặng ạ. Em không thích ảnh người yêu của em là nhậu nhẹt ạ. Biết uống nhưng mà uống ở điểm nào đó dừng là thôi ạ, biết mình là cái sức của mình tới đó ạ. Với lại một phần là em không thích mùi thuốc lá, chắc còn nhiều hơn. Đó là ông biết đủ mệt rồi đó. Giờ hỏi anh thử coi anh có biết nhậu nhẹt thuốc lá không? Anh biết nhậu không ạ? Không, anh không biết nhậu. Thuốc lá thì cũng từ nhỏ đến lớn là chưa hút điếu nào. Trời, em mừng quá. Mừng quá. Vậy là chụp liền nha em. Dạ. Rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì quan trọng nhất là tính tình hiền lành, biết sống vì mọi người, cũng là đối với trong gia đình thì phải hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, vui vẻ năng động, đừng có nhút nhát rụt rè quá, mình nó làm mình trở nên nó dở lắm. Bên đây không dám rụt rè nhút nhát đâu, người ta họp chi bộ một cái hay gì cái là đồng chí muốn gì giỡn hả? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Đã chuẩn bị sẵn sàng gì chưa? Dạ mọi thứ thì đã sẵn sàng rồi, chỉ cần tới thời điểm thích hợp là mình cưới thôi. Mình có cần phải làm dâu không bạn? Quan điểm của em là ba mẹ đối xử của em và yêu thương em như thế nào thì đối xử với lại vợ em cũng sẽ như vậy. Nên là sẽ không có cái quan niệm là lấy vợ về để làm dâu, mà để làm con. Tốt. Kỹ sư đó. Lập luận vững chắc, được. Nãy giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghe cái giọng nói của bạn thì em nghĩ là bạn là một người rất dễ thương và có chút thép trong đó nè. Vóc dáng. Vóc dáng thì chắc có lẽ là cũng slim đó. Nghĩa là thon thả. Thon thả. Kỹ sư mà hay quá, giống thầy bói gì. Rồi, lên qua coi đàn gái sao nha. Xóa đói giảm nghèo hả? Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào con. Dạ. Nãy con nói sao mà vui vẻ kêu chú cháu rồi mà giận lên kêu đồng chí hả? Dạ, vậy như trong cuộc họp căng thẳng quá, mình bức xúc quá hả? Chú góp ý con. Dạ. Thay mặt chi bộ góp ý con. Dạ. Là đồng chí một từ hết sức thân thương. Dạ. Khi nào vui vẻ mình cũng có thể kêu đồng chí. Dạ. Gọi nhau đồng chí. Đừng có nói nóng giận mình kêu đồng chí ở đây là không được. Con nghĩ sao nếu như mà chàng kỹ sư này cưới con xong về làm dâu luôn? Dạ, về vấn đề làm dâu thì con thì cũng làm dâu thì cũng được ạ. Nhưng mà con chỉ sợ về phía gia đình chồng thôi, có đối xử với mình như thế nào. Em con phận con hơi nhát nhát. Con làm ban số đó giống nghèo thì chú biết rằng là cái ban này rất là cực. Dạ. Mà sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn nhất á. Dạ. Cái điều này rất là trân trọng cái ban số đó giống nghèo của con á. Dạ, con cảm ơn chú. Chị yêu đàn gái rồi đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị với anh ạ. Rồi, cho chị gặp mẹ em ha. Rồi, chào dạ, cô. Dạ, chào cô. Xin chào Quyền Linh với Cát Tường với lại bạn trai. À, chào cô. Nói chung cái tính cách của My rất là tốt, rất là năng động trong công việc và rất là chịu khó. Nó làm nhiều việc quá, nhiều lúc tôi không cho, nhưng mà nó cũng làm. Tôi nói bây giờ nhà có hai đứa con gái, điều kiện thì nó không có quà là quá đáng, nhưng mà tính ra thì hai đứa cũng không có cần phải làm nhiều. Công việc nó rất là năng động nhưng mà nó rất là khó trong cái chuyện tình cảm. Đặc biệt khó, cứ xúi nó quen người này quen người kia mà nó nói là không quen. Khi mà quen là phải tính tới hôn nhân, quen là phải nhắm được rồi phải cưới thì mới quen. Còn quen mà để quen cho biết là không bao giờ nó quen, cho nên là chưa có mối tình nào hết. Khổ tâm quá cô. Khổ tâm thiệt sự luôn. Dạ, bây giờ cô thấy chàng trai bên kia, cô thấy sao cô? Thấy nói cho đúng thì cũng chắc được 8 điểm. Bây giờ cô nói một câu sao cô ra hạ cái lệnh cho sao cho con, cô nó mở lòng ra đâu. Trời ơi, ở nhà nói vậy nè. Nói mày lên mà mày không bấm á, tao nhảy lên tao bấm thì mày rồi. Hay quá. Bây giờ mình gặp đàn trai cái. Dạ. Đi với ai em? Dạ em đi với bố mẹ của em ạ. À, hay quá. Dạ. Con chào anh bé ạ. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Chào dạ, cháu. Con chào hai bé ạ. Thì tôi là ba của Phước Toan, ngồi kế bên đây là mẹ của nó. Thì nói đúng ra thì tâm lý của cha mẹ thì khi con lớn lên thì cũng muốn cho con nó đâu đó cho nó xong yên bề gia thất thì mình mới an tâm được. Thì bị gì cái tính chất cái công việc của nó đi làm rồi ngồi trong phòng rồi về, thành thử ra cái vấn đề giao lưu thì nó cũng hạn chế. Còn riêng về cháu My bên đây thì chú có đôi lời nhận xét là nhìn ngoại hình cháu thì cũng là một người hiền lành dễ thương. Đến đây thì mình đã có duyên với nhau rồi thì chú mong rằng là nên hai đứa cho nên cho nhau một cơ hội. Dạ. Kéo mà.
có món quà cho gửi anh ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ, anh cảm nhận em lần đầu tiên thế nào ạ? Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nhìn đầu tiên thì em thấy em người rất là dễ thương. À, em cảm ơn ạ. Và nói chuyện thì rất là có duyên, theo đúng cái chất gọi là của cán bộ đó. Dạ. Thế anh có một câu hỏi muốn hỏi em là, tất nhiên là em sẽ có mỗi người đàn ông lý tưởng của mình. Như vậy thì trong những cái phẩm chất mà của một người đàn ông lý tưởng của em á, thì em đánh giá phẩm chất nào là cao nhất và cần thiết của em? Dạ, em đánh giá bản chất cần nhất á là em thích là sự chung thủy. Dạ, còn anh là nếu mà theo thì bên phụ nữ thì anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào? Thì anh cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình, nên anh cũng thích là người vợ của mình luôn. Nên là một người phụ nữ của gia đình, có nghĩa là sống về gia đình, và biết chăm lo cho gia đình của mình, hiền lành, đối xử tốt với mọi người, như vậy là được thôi. Em thì đến em á thì là lúc mưa lúc nắng, lúc thì hiền lắm, lúc thì em không biết sao mà dữ lắm, thì anh không biết là có như vậy có được không ạ? À, có nghĩa là kiểu là lúc nhu lúc cương á hả? Dạ 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 đúng rồi. À, thì dạ, lúc rồi. Nào mà em cương thì anh nhu, còn lúc nào mà em nhu thì anh cương. Vậy thì tốt à. Thì vậy thì nó mới hợp với nhau được. Dạ. Bây giờ hai bạn á nhìn thẳng vào mắt nhau, tiến lên mình nắm tay nhau đi hai bạn. 30 giây thôi nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận lại xem từ nãy giờ mình chia sẻ, mình suy nghĩ như thế nào về đối phương, cảm xúc của mình như thế nào, rồi chúng ta quyết định mỗi người nói một câu rồi bấm nút. Nếu như em cảm thấy là mình có cái sự rung động thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Cô gái đã làm ở bang xóa đói giảm nghèo đúng không? Dạ. Hôm nay hy vọng em sẽ xóa ế và giảm cô đơn. Dạ. Được không? Dạ. Nhớ dạ. Nha. Rồi, đặt chuẩn tay bị. Vào nút bấm và chuẩn bị đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Ít phút cũng đủ để các bạn trò chuyện và hiểu được nhau một phần nào. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đây là món quà đầu tiên, những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để có một không gian thật là lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hãy xin phép bà mẹ của bạn gái và hôn bạn gái. Đây là nụ hôn đầu tiên nhé. Xin phép bác cho con được hôn mình. Đó, bác cười gật đầu rồi không? Đây, gửi tặng hai bạn một bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Skin Azek. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Món quà này thì tương đối lớn đây. Đây là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Bana TV 50 inch sẽ nằm trong ngôi nhà của bạn nếu như hai bạn kết hôn với nhau. Chúc hạnh phúc nha. Em có một cái định hướng riêng, mua được một mảnh đất. À, có mảnh đất mới được cưới đúng không? Nếu như mình yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất là bạn nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời em giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng bạn trai bên kia, cùng khán giả anh trong chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến, năm nay em 24 tuổi. Em quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, hiện đang sống tại quận 7 và làm việc ở quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn phòng kế bên, cùng toàn thể quý vị khán giả cho có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó,
thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. À, tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi em? À, dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên lúc em là sinh viên năm 2 thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm, lý do là tại vì bạn ấy không có bỏ được thuốc cái gì, dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái hồi em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, em hỏi bạn trai bên kia có hút thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà không biết hút thuốc không bạn ơi. Hay quá, mừng quá. Hay rồi, thế là được rồi đó. Rồi còn bạn trai mình tình trường như thế nào? Em thì là trải qua hai mối tình. Mối tình gần nhất thì là quen nhau cũng được 4 năm mấy 5 năm. Chia tay cách đây thì cũng 4 năm. Lý do chia tay thì lúc đó bạn nữ cũng 25, 26, thì bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn. Nhưng thực ra thì lúc đó thì em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi, nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn, biết kết hôn mình sẽ làm gì. Với lại trong lúc mà thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề, nên là cả hai quyết định là dừng lại. 4 năm nay em không có quen ai hết? Dạ đúng rồi. Ở không mình vậy ha? Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm gì? Em thì một người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua môn đá hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngày ngùng vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu. Nhưng ngày ngùng vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Wow, hay quá. Hãy qua coi thằng gái hát hay quá vậy. Dạ. Ôi trời ơi, là con gái. Dạ. Bên kia không biết hát gì trơn, về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ thích nghi với môi trường cuộc sống, nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng, nếu mà sống được 1 năm còn khoảng là 2 năm thì mình tiến hơn. 2 năm vậy hơi lâu rồi. Bên kia nó hơi lâu kìa. Cái muốn nhiều, bạn trai muốn nhiều. Nhanh gì? 30 năm nay 30 rồi chị. Tại vì như này nè anh, em có một cái định hướng riêng, giống như là mục tiêu cho mình anh. Phải có một chút vốn gì đó, hoặc là mua được một mảnh đất. À, có mảnh đất mới được cưới đúng không? Dạ, đúng một cái sở thích. Dạ, em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh. Nói chung là kinh doanh là em thích. Bất động sản. Dạ, mà. Đúng rồi. Đừng có lo bạn trai. Sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không? Ok, anh được anh. Ok, dạ. Được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nha, mua đất là cưới liền nha. Đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập chị, chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ và dễ hòa đồng. Mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng suốt luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh Công Vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó, thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ. Mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia. Thì em thấy là thích mẫu người, dạ, quan tâm một, nên người yêu, nên vợ mình đúng không? Mỗi sáng nhắn thì chắc cũng mới còn yêu thôi. Về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn, tròn tròn. Nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm. Đừng có gầy quá hoặc mập quá. Vừa người thôi, dạ, đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc? Kiểu như gia trưởng hay là không có chứng kiến bản thân á. Vừa người, không mập, không ốm. Rất vừa luôn. Vừa. Có gia trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất rồi, bạn nữ góp tiền cho xây nhà thì ok. À, có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. À, có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì ra thì không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Sương Máu. Lúc đó có coi phim và chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi.
thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung thì cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á, nói chung tính cách năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia múp míp hơn Trương Ngọc Ánh. Múp míp lắm, dễ thương lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi cùng anh Kết Nghĩa và hai đứa bạn thân của em. Trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh, rồi chào em, chị Cát Tường và chào toàn thể quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Thì về bạn nam bên đây thì anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là chân thành. Còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em. Chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn. Thì anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok, rất là được. Rồi mà đi với em trai à, hôm nay em đi tới có hai người bạn và một chị. Rồi, chị, ta gặp bên nhà trai. Không, chị bạn à. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay. Bạn lúc nãy có kể về cái mối tình đầu tiên bạn á, thì kiểm soát bạn quá đúng không? Thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính, không biết đây là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Thì đó là nên bạn cân nhắc cho đó thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, rồi bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn lên. Có quạt đâu. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì thấy em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh. Thì anh cũng thích người có tính cách mà mạnh mẽ như vậy. Có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thì theo đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm à. Nên là không biết là có thể khắc phục được không? Trời ơi, cái khắc phục chứ. À, cái đó thì chắc là phải khắc phục. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á, nó như thế nào, có giống gì ta? Đầu tiên là về ngoài hình có vẻ thân thiện hoặc là giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm. Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Nên thường là em cũng sẽ tình ngay đầu tiên không à? Chứ còn không yêu qua, em không phải là người là mưa dầm thấm lâu. Hôm nay có thấy tiếng sét ái tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu nữa mới biết được. À xíu nữa mới biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con nít không? Con nít thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn, nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái đừng có nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện nó được rồi. Nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên á, nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Tại vì em cũng sắp có một cái dự tính đi du lịch. Thôi đi Lào, Campuchia cũng được. Đi một chuyến. Mình sẽ hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn em thử tính đi em trai. Nơi đầu tiên thì các chương trình đã tạo điều kiện là có cộng vé xem phim thì nghĩ khá là tốt rồi. Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy nó hỏi lãng mạn, nó kể chuyện cũ xong rồi về lấy xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Cứ thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là như bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai. Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm. Thì ví dụ như một ngày đột xuất nào đó, theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà, thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hàng bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha. Ta cũng chạy xuống Đồng Nai đồ gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài ngày nữa anh mới làm hòa?
Thật ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá, kéo dài lắm. Nên là anh là cái gì nó nhanh. Tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết thì nó lằng nhằng trong đầu nó lùng bùng lắm. Và rất là ghét cái sự lùng bùng đó. Nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó Rồi có vấn đề kết hôn, thật ra thì kinh nghiệm thôi. Tại vì anh quen bạn gái cũ là 4 năm mấy 5 năm. Thật ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng là kết hôn rồi khá là đẹp. Không cần phải lâu dài, lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về đối phương. Và đặc biệt anh thì có cái là chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng 2-3 lần thì cũng thấy là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái vụ bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ nếu em có quen bạn gái rất là nhạy cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha. Okay. Rồi hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình, trái tim mình có rung động chưa? Hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này, anh thì đã sẵn sàng nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi thôi, gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó. Chúng ta không cần nói ra mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự, cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình. Chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm. Chưa thấy cái cảm xúc và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi. Nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên, lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi. Mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích. Nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi nhưng không có phận. Nên là coi như bữa hôm nay là một cái buộc gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thấy thế nào? Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok, em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Nói chung thì anh với em gặp nhau đây thì cũng có cơ hội. Thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì... Chúng ta đã để mất cơ hội. Có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện với bạn gái. Chúng ta phải chuẩn bị những cái điều gì, có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này, và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Đừng lo lắng điều đó, chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình. Rung động thì bấm, không rung động thì không bấm, không sao cả. Không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của